À, chúng con chào sư ạ. Con chào sư ạ. Rồi, rồi. Chúng con chào sư. Chúng ta tắt tắt bớt video đi, tắt bớt video để bắt đầu học học bài. Rồi, xin chào các Phật tử. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học phần các mẫu từ Pali. 41 mẫu từ Pali. Thì hôm trước mình đã trong 41 mẫu từ 41 mẫu từ thì mình đã học được 16 mẫu từ, trong đó mình học được 8 nguyên âm và 8 phụ âm ngoài Việt. 8 nguyên âm ở đây đó là mình học được a a i i u u e o. Trong đó mình học được 3 nguyên âm ngắn đó là a i u và 5 nguyên âm dài đó là a i u e o, là 5 nguyên âm dài. Rồi 8 phụ âm nhóm ngoại biệt ở đây đó là giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Đó là 8 phụ âm nhóm ngoại biệt. Giờ hôm nay thì chúng ta học 25 phụ âm nhóm. 25 phụ âm nhóm. Và đây là 25 phụ âm nhóm. Trong 25 phụ âm nhóm này chúng ta thấy là nó được chia ra thành 5 nhóm. Và mỗi một nhóm như vậy thì nó có 5 chữ. 5 chữ. Và mỗi một nhóm như vậy thì nó có nhóm trưởng của nó. Nhóm trưởng của nó. Thí dụ như là nhóm trưởng nè, ở nhóm 1 mình thấy nhóm trưởng của nó là nhóm cá, nhóm chá, nhóm tá, nhóm tá, rồi nhóm bá. Tức là nó có phụ âm làm nhóm trưởng. Nó giống như ở trong nhà mình có con cả, ở trong nam gọi có con thứ hai gì đó. Bây giờ mình không học nguyên nhóm trước mà mình học những người con cả, những người con trưởng ở trong nhà trước để cho nó dễ nhớ. Với lại các phụ âm mà thuộc nhóm trưởng này nó rất là quan trọng sau này khi mình học về văn phạm. Bây giờ mình sẽ học cho 5 phụ âm này trước, rồi sau đó mình học 5 phụ âm ở cuối nhóm trước, tức là mình học 10 phụ âm này trước. Rồi bây giờ chúng ta trở lại, trong 25 phụ âm nhóm thì mình học 5 phụ âm trưởng nhóm trước, rồi sau đó 5 phụ âm ở cuối nhóm, tức là mình giải quyết 10 chữ này trước, sau đó rồi mình mới vào học ở trong từng nhóm. Thì mỗi một nhóm có 5 chữ mà mình học trước 2 chữ rồi thì coi như mỗi nhóm nó còn chỉ còn lại là 3 chữ thôi. Chỉ còn lại 3 chữ thôi. Thì 3 chữ đó mình nhắm mắt là mình cũng đã thuộc. Là chúng ta tách ra từng phần nhỏ nhỏ như vậy để mình học ít ngán, học cho dễ thuộc. Chứ bây giờ mà bắt vào học nhóm 5 năm thì mình cũng hơi ngán. Vậy chia nó ra từng phần nhỏ, học như vậy cho nó dễ học. Rồi bây giờ thứ nhất đó là mình có chữ cá. Chữ cá giống chữ ca thôi, thay vì mình đọc chữ ca thì mình đọc chữ cá. Đọc chữ cá. Mấy sư đọc như vậy mình có nghe rõ hay không à? Dạ nghe rõ. Rồi cảm ơn nhiều. Đọc chữ cá, chữ chá. Chữ này mình hay đọc nhầm lẫn. Tại mình quen đọc chữ này thì mình đọc chữ gì? Quen chữ này chữ cờ. Thì đọc lại gần giống như là chữ chờ của mình ha. Đọc chữ chá, chữ chá. Chữ này thì đọc đánh lưỡi lên, đưa lưỡi lên nóc họng. Tá. 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 Cá. Cá. Tá. Còn chữ này thì lưỡi đánh vào răng. Tá. 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 Còn chữ này thì âm môi. Tá. Tá. Thì đó là 5 phụ âm mà trưởng nhóm. Cá. Chá. Tá.
tá, khóa. À, đọc lại, cá, chá, khóa, tá, khóa. À, cá, chá, khóa, tá, khóa. À, để ý hai phụ âm này nhiều khi mình đọc lẫn lộn với nhau. Thật ra là hai phụ âm này nó khác nhau hẳn. Cái này là phụ âm đọc lưỡi đánh đưa lên nóc họng, còn cái này là lưỡi với răng. À, hai phụ âm này khác nhau hẳn, nhưng mà thường đọc chung chung thì người ta đọc cũng gần gần giống nhau, nhiều khi bị lẫn lộn. Nhưng mà đúng là đọc phân biệt là khác nhau hẳn. Một cái là lưỡi đưa lên nóc họng, khi mình đọc thì cái lưỡi nó cuốn lên và lưỡi nó đánh vào nóc họng, còn cái này thì lưỡi đánh vào răng. Cái âm này á, nếu mà người mà không có răng trước là đọc không có rõ. Đọc ly mà người không có răng trước là phải đi trồng lại thì mới đánh đọc được cái âm này, còn không đọc không có rõ. Không có cái răng trước là đọc cái âm này, đọc răng trước và răng trên á, không có cái người không có răng trên đọc ly là đọc cái này đọc không rõ. Còn âm này thì dễ rồi. À, đọc lại, cá, chá, bá, tá, bá. À, thì đó là năm phụ âm trưởng nhóm. Rồi bây giờ năm phụ âm ở cuối nhóm, năm ở phụ âm ở cuối nhóm. Rồi nhớ là năm phụ âm ở cuối nhóm đó, trong đó mình có đến bốn chữ là chữ n. Để ý đến có đến bốn chữ là chữ n. Nhưng mà mỗi một chữ n thì có một cái dấu khác nhau. Một chữ n chấm dưới, một chữ n chấm trên, một chữ n là dấu ngã, một chữ n là chấm dưới, và một chữ n được viết bình thường là giống chữ n của mình. Để ý nó bốn chữ nhưng mà nó viết khác nhau tí. Rồi chữ n mà chấm trên được đọc giống gần giống như là chữ ngờ, ngá, ngá, ngá. À, gần giống như là chữ ngờ, ngá. Chữ n dấu ngã đọc gần giống như chữ nhà, nhá, nhá, nhá. Chữ này thì dễ rồi. Chữ n chấm dưới thì đọc lưỡi đánh lên nóc họng, lá, lá, lá. À, lưỡi đưa lên nóc họng, lá, lá. Rồi chữ n này thì lưỡi đưa đánh vào răng ha, lá, 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 lá. Lưỡi đánh vào răng, nó giống như chữ trên. T chấm dưới thì đưa lên nóc họng, T không có chấm thì đưa vào răng, đánh vào răng. Thì tương tự N chấm dưới, lưỡi đưa lên nóc họng, đánh vào nóc họng. N không có chấm thì đánh vào răng, lưỡi đánh vào răng. À, rồi chữ má giống chữ M. À, má, má, mẹ đó. À, má. Rồi má, ngá, nhá, lá, ná, má. Ngá, nhá, lá, ná, má. Rồi đọc lại 10 chữ ha, tức là năm phụ âm trưởng nhóm, rồi năm phụ âm ở cuối nhóm. Cá, chá, tá, tá, quá. Ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi lần nữa ha. Cá, chá, tá, tá, quá. Ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, đó là 10 phụ âm mà mình giải quyết trước tiên ở trong buổi học ngày hôm nay. À, rồi, bây giờ ai đọc được mình giơ tay lên. À, ai đọc được giơ tay lên. Hôm nay thì hơi khó tí. Nhưng mà chỉ có nhiều đây thôi, cũng cố gắng ha. Mình phải cố gắng thôi, tại 3 buổi học dành cho 41 phụ âm. À, mà nếu mà mình giải quyết không xong cho 3 buổi học này nữa là mình không phải tiếp tục được. Giờ đây mà cách này cố gắng. Phải cố gắng. Thật ra là cố gắng. Giờ đây thì cố gắng là rồi đã thấy được 5 bàn tay. Bây giờ anh khách sư mời các Phật tử đọc. Dạ, thì con xin mời cô Kim Thảo. Mày kéo dài sự đau khổ.
tắt mic. Alo. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. Giỏi, tốt, đọc rất tốt, rất hay, đọc chính xác luôn quá. Cô Kim Cúc này giỏi quá. Cảm ơn sư. Dạ, vậy con xin mời cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc. Cá, chá, tó, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. Rất giỏi, rất hay. Trời ơi, các Phật tử ở xa mà đọc được như vậy thì quá hay, giỏi quá. Dạ mô Phật. Chính xác, quá hay, quá giỏi. Dạ, con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ alo ạ, nghe rõ mà. Rồi, rõ, rõ. Dạ, 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 con xin phép đọc ạ. Dạ. Cá, chá, toá, tá, bá, ngá, nhá, nóa, ná, má. Dạ. Rồi. Dạ rồi, con xin mời Hảo Nguyễn ạ. Cá, chá. Alo, con xin đọc ạ. À, cá, chá, toá, tá, bá, 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 nóa, ngá, ngá, nhá, nóa, ná, má. Ờ, sao mình bị gì anh Khánh à? Sao? Dạ, con xin mời mấy anh chị đã đọc rồi thì mình tắt mic, hoặc là mình đọc theo mình tắt mic để cho sư có thể nghe rõ người đang đọc ạ. Dạ, xin mời cô Hảo đọc lại lần nữa. Dạ, dạ con xin đọc thưa sư. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. À, cố gắng ha, cố gắng, tốt, cố gắng. Dạ. Dạ rồi, vậy con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa con đọc thưa sư. Cá, chá, ó, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. Rồi, tốt, dạ, tốt. Dạ, cảm ơn sư. Rồi, dạ con xin mời Nguyễn Thị Thị Linh ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, tốt. Dạ rồi, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Cá, chá, tó, tá, tá, ngá, nhá, nó, ná, má. Dạ. Dạ, con xin mời An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Cá, xá, tá, tá, thá, ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời Trí Đặng ạ. Trí Đặng. Dạ, sư, con xin đọc. Cá, chá, tó, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. À, tốt. Dạ. Dạ, con xin mời là Phạm Tịnh Thảo ạ. À, thưa sư con đọc ạ. Cá, chá, tá, 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 ná, nhá, ná, ná, má. Xin hết ạ. Rồi,
Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. À con xin đọc. Cá, chá, tó, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. Con xin mời chị Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, thá, ngá, chá, ná, 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 má. Huyền này ở đây, ở đâu đây? Dạ có là Quảng Bình ạ. À, Quảng Bình hả? Dạ. Rồi rồi tại trùng tên sư nghi nghi không biết. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ con xin mời Lập Trần ạ. Dạ thưa sư, sư con xin đọc ạ. Rồi. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, lá, lá, má. Nhớ tập đọc hai chữ N đó lại nha. Ở ngoài đó là đọc chữ hai chữ N đó là không được đó. Lá từ ngày này tao quên học thưa sư. Ta đọc hai chữ N đó lại. Rồi người khác đi. Con là Karuna ở Asoka Tam Hiệp ạ. Rồi Karima. Cá, chá, tó, tá, tá, ngá, nhá, nó, ná, má. Giỏi, tốt. Con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, cho con xin đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, lá, ná, má. Rồi, tốt. Dạ con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin phép sư đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, nó, ná, má. Dạ con xin mời Sa Nguyễn ạ. Nó Sa Nguyên. Dạ, dạ, dạ con xin đọc ạ. Khá, chá, tá, tắc, hóa, nhá, nhá, nó, ná, má. Sa Nguyên này cố gắng đọc nhiều lên nha. Dạ, dạ, nhiều dạ, dạ, dạ. Dạ, theo yêu cầu của mọi người, mời chị Quyền Mai đọc à. Dạ, con nhớ theo mẹ con. Ủa? Cá. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, ngá, nhá, ngá, ná, má. Rồi. Dạ thưa sư con hạnh xin đọc. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Dạ. Rồi. Dạ con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ con thưa sư con đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Tốt, 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 tốt. Dạ xin mời Phật tử dùng cái nick là JBL Flip 3 đọc ạ.
Rồi mời người khác nếu mà lâu quá. Dạ, vậy con xin mời Phùng Diệp, Phùng Điệp đọc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, dạ, thưa sư, con cảm ơn sư. Con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bà sư, con xin đọc cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, tốt. Dạ, con xin mời Khánh Tường ạ. Dạ, con xin đọc cá, chá, tá, tá, bá, ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, tốt. Dạ, con xin mời Mai Châu ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Cá, chá, tá, tá, bá, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Dạ dạ hết người giơ tay rồi sư. Rồi được rồi, mình thư giãn tí qua một phần giờ học tiếp phần số đếm cho hết phần số đếm từ 1 tới 10 ha. Giờ hôm trước là mình đã học từ 1 tới 5. Giờ hôm nay còn phần từ 6 đến 10 là phần bài học của số 1, phần bài học số 1. Cái phần này cũng là phần hỗ trợ cho các Phật tử mình học thêm về phần tập đọc các mẫu tự. Giờ bắt đầu số 6 ha, số 6. Tại hôm trước mình học 1 tới 5 rồi. Mình 1 là ê cá, 2 là đuý, 3 là tí, 4 là chấp tú, 5 là phanh chát. Giờ hôm nay là số 6 ha. 6 là chá, 7 là sắp tá, 8 là ách thá, 9 là ná quá, 10 là đá xá. Rồi ha, 6 là chá, 7 là sắp tá, 8 là ách thá, 9 là ná quá, 10 là đá xá. Chá, sắp tá, ách thá, ná quá, đá xá. Chá, sắp tá, ách thá, ná quá, đá xá. Giờ nếu mà ai đọc thì đọc luôn từ 1 tới 10 ha. Ê cá, quý, tí, cá tú, anh chá, chá, ất tá, ất tá, na quá, đá xá. Ê cá, quý, tí, cá tú, anh chá, chá, sát tá, ất tá, na quá, đá xá. Ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, chá, sát tá, át thá, na quá, đa xá. Đọc được 10 con số này là mình cũng đã thuộc khá nhiều mẫu từ. Dạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, đa xá. Rồi giờ ai thuộc, ai đọc được các mẫu từ này, em giơ tay lên rồi đọc. À. Mời anh Khánh và mời các Phật tử đã giơ tay. Dạ, hiện tại thì một số Phật tử đã giơ tay lúc trước thì con xin mời lại Phạm Tịnh Thảo ạ. Đọc từ 1 tới 10 ha. Thưa sư con đọc ạ. Ê cá, dịch quý, tí, chá tú, tăng chá, chá, sắc tá, ách thám, na quá, đa xá. Rồi, nhớ học thuộc lòng luôn ha, học thuộc lòng từ 1 tới 10 mới móc thi kiểm tra là sư cho viết xem tập nha. Ký từ 1 tới 10, viết số đếm từ 1 tới 10 kiểm tra tại lớp. Khi nào học ra học lớp kiểm tra là cho viết từ 1 tới 10. Dạ, con xin mời Trần Thị Hoa. Người khác nha anh. Dạ. Dạ, con xin mời Phật tử nick là JBL Flip 3, không biết là có thể mở mic được chưa? Con xin mời Thanh Hoàng ạ.
Dạ con xin đọc ạ. Ê cá quý tí chá tú panh chá chá sát tá át thá ná quá đá xá. Rồi xin hết ạ. Dạ con xin mời An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Ê cá quý tí chá tú panh chá chá sát tá át thá ná quá đã sát. Con xin mời Trí Đăng ạ. Cho con xin phép đọc ạ. Ê cá, đí, tí, chát tú, pan chá, chá, sát tá, át thá, ná quá, đá sá. Chát tú, pan chá, chá, sát tá, át thá, ná quá, ná quá. Dạ, con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá, đuý, tí, chát tú, banh chá, chá, sát tá, áp thóa, na quá, đá xá ạ. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Con xin mời cô Huyền ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chát tú, banh chá, chá, sát tá, áp thá, na quá, đa xá. Rồi. Con xin mời Tiên Huỳnh. Dạ bạch sư con xin đọc. Ê cá, đuý, tí, chá tú, panh chá, chá, sát tá, áp thá, ná quá, đa xá. Con xin hết. Nhớ học thuộc lòng luôn nha, học thuộc lòng luôn. Dạ. Ai được rồi học thuộc lòng luôn, học thuộc lòng sao mà khói nằm ơ thì đếm có bệnh liền thầu. Con xin mời cô Kim Cúc. Dạ con xin đọc. Ê cá, quý, tí, chá tú, banh chá, chá, sắc tá, ác thá, ná quá, đá xá. Con xin hết thưa. Rồi con xin mời Nguyễn Thị Thùy Linh ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá, quý, bí, cha tú, pan chá, chá, sát tá, ách thá, na quá, đa xá. Con xin mời Phật tử có cái nick là Asuka Hà Nội ạ. Con là Karuna con xin đọc. Ê cá, đuý, tí, chá tú, banh chá, chá, sát tá, át thá, na quá, đá xá. Rồi, tốt. Con Takamika xin đọc ạ. Xin mời cô Hảo ạ. Ê cá. Cho họ đọc thêm anh, vậy họ xài nick chung á. Dạ, xài nick chung, xin mời anh đọc. Banh chá, chá, sát tá, át thá. Sao rồi, sao im ru rồi? Dạ hình như bị ao sư. Rồi, rồi mời mời cô Hảo tiếp theo. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chấp tú, panh chá, chá, sát tá, ách thá, ná quá, đá xá. Con xin hết ạ. Rồi nếu con xin mời Lập Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chấp tú, bành ca, bành cha, cha, sát ba, áp tha, lão oa, đã xa. Rồi, tao. Dạ, con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Ê cá, ví, tí, chát tú, bành cha,
cha sắp tá ắt thá na vá đa xá. Con xin mời Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con đọc ạ. Ê cá quý tí chá tú banh chá chá sắc tá ác thá ná quá đá xá. Rồi. Dạ, con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin đọc ạ. Ê cá quý tí chá tú banh chá chá sắc tá ác thá đá vá đá xá xí ấy dạ. Dạ con xin mời Linh Phạm ạ. Dạ bạch thầy con xin đọc ạ. Ê cá duy tí cha tú bánh tráng tráng sát tá át thá na quá đa xá. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Sa Nguyên ạ. Ê cá duy tí cha tú bánh tráng chá. Dạ bà thầy con xin đọc ạ. Ê cá duy tí cha tú bánh tráng chá sát tá át thá na quá đa xa. Dạ con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Ê cá duy tí chá tú bánh tráng. Ê cá duy tí chá tú bánh tráng. Dạ con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Ê cá quý tí chá tú banh chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Con xin hết. Dạ con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá quý tí chá tú banh chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Dạ con hết ạ. Dạ con xin mời Trần Hồng Mai ạ. Ê cá quý quý tí chá tú banh chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Alo, dạ con xin mời Hương Nguyễn ạ. Dạ bà thầy con xin đọc ạ. Ê cá quý tí cha tú thăng xá xá sát tá a thá na quá đa xá. Dạ con xin hết. Dạ con xin mời Khánh Phường ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá bí thí chá tú bành chá chá sát tá ách thá ná quá đá xá. Rồi đó. Con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá bí bí chá tú bành chá chá sát thá á thá na quá đa xá. Sát tá. Sát tá. Sát tá. Con xin mời Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Ê khá ví tí chặt chú băng chá chá sát tá á thá na quá đa xá. Con xin mời Phương Ti ạ. Hello, con xin mời cô Chi có nick là Chi iPad nè. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá thúy tí chất tú băng chá chá sát tá ách thá ná quá đá xá. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời Phùng Điệp ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc là Ê cá quý tí chắc tú ban nhá ban chá chá sát tá áp thá na quá đa xá. Dạ con xin hết. Dạ con xin mời Liên Thiếp. À đi đi khá tú tam chá khá 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 na quả đất xã dạ có xin mời Liên Thiếp ạ. À. Để chúng có nghe con đọc không ạ? Dạ là tất cả người giơ tay đã hết rồi sư. Có còn ai đọc không anh? Dạ dạ hết rồi sư, tất cả tay đó hết. Sư đi biệt. Sư cho con đọc được không sư? Rồi đọc đi. Ê cá 1 đi 2 tí 3 chát tu 4 bành chát 5 chát 6 sát ta 7 áp tha 8 na va 9 đa sa 10. Dạ con hết. Rồi. Bây giờ chúng ta trở lại học tiếp phần mẫu tự ha. Rồi bây giờ chúng ta học nhóm. Giờ nãy giờ chúng ta học được 10 mẫu tự của trong đó có 5 mẫu từ trưởng nhóm và 5 mẫu từ ở cuối nhóm. Như vậy là mình học được bao nhiêu mẫu từ rồi? 41, mình học được 8 nguyên âm, 8 phụ âm, rồi 10 mẫu từ của 5 mẫu từ của trưởng nhóm, 5 mẫu từ của cuối nhóm là mấy? Hai mấy rồi? 26 rồi. Dạ, thưa sư 26. À, được 26 chữ rồi đó. Còn lại mấy chữ nữa? 15 chữ nữa. Còn lại 15 chữ nữa là xong rồi đó. Dạ. Giờ 15 chữ nữa mình học thêm bữa nay với lại hôm sau một buổi nữa. Cho xong phần, với lại luôn cả phần trả lời câu hỏi làm xong bài số 1. À, xong bài số 1. Cậu nghĩ có nhanh không? Đâu có nhanh phải không? Nếu mà học vậy mà ai còn học không kịp nữa là thôi, không còn gì để nói. Rồi bây giờ đọc lại nhóm 1 ha, bắt đầu nhóm theo nhóm. Một nhóm nãy giống sư nói lúc nãy, một nhóm nói là 5 chữ, thật ra hồi nãy là mình đã học hết 2 chữ rồi, chỉ học thêm 3 chữ nữa thôi. Dạ. Giờ học 3 nhóm trước. Học 3 nhóm trước, 2 nhóm để bữa thứ năm học thêm 2 nhóm nữa thì kết thúc. Thì học 3 nhóm để đọc 3 nhóm trước ha. Cá, khá, gá, gá há, ngá. Cá, khá, gá, gá há, ngá. Nhóm 1 ha. Cá, khá, gá, há, gá há, ngá. Chá, chá. Hai âm này khác nhau tí ha. Chá, chá, chà, chá, nhá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Cái âm 3, âm 4 này cái hơi nó nhiều tí tại dạng nó âm ồn. Còn âm 1, âm 2 này dạng âm thanh. Âm thanh âm nó nhẹ, hơi nó nhẹ nhàng. Cái này âm nó hơi nó nhiều tí. Chá, chá, chà, chá, nhá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Tá, thá, đá, thá, ná. Nguyên 4 chữ này chữ nào cũng lưỡi đưa lên móc họng.
bọn này là bọn khó đọc nhất, nhưng mà nó cũng ít sử dụng nhất. Thậm chí chúng ta nhìn thấy ở trong từ điển nó cũng có chỉ có vài ba chữ thôi, nhưng mà mình vẫn phải học nó, tại vì nó có trong một từ, nó cũng là một nhóm của nó. Cho nên nhiều khi cái bọn này xưa không bắt buộc các Phật tử mình đọc kia lắm, đọc được được, đọc cũng được thôi, tại nó cũng ít có sử dụng. Ít có sử dụng. Ta tha đó tha nó, ta tha đó tha nó, ta tha đó tha nó, ta tha đó tha nó. Rồi bài nhóm cá khá gá gá há ngá chá 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 nhá tá thá đá thá ná. Rồi lần nữa cá khá gá gá há ngá chá 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 nhá tá thá đá thá ná. Cá khá gá gá há ngá chá 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 nhá tá thá đá thá ná. Rồi đó là ba nhóm 15 chữ. 15 chữ chứ hồi nãy là mình đã học hết 6 chữ rồi, nó chỉ còn lại là 9 chữ thôi. 9 chữ coi như mình học thêm 9 chữ nữa. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên 9 chữ này. Đọc luôn 15 chữ ha, đọc luôn 15 chữ kết hợp lại thành 3 nhóm 15 chữ. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Khánh mời những người giơ tay lên giúp sự. Dạ. Dạ con xin mời Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Cá khá gá gá há ngá chá chá chà chá nhá thá tá thá đá đá há ná. Con xin hết. Con xin mời Hương Nguyễn ạ. Dạ xin phép nghe thêm đi ạ, tại vì em chưa đọc được ạ. Dạ, chị bỏ tay xuống giùm. Bỏ tay xuống đi, đó dạ. Tay xuống. Cái người nghe đi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, con xin mời Trần Thị Hoa. Dạ, con xin đọc ạ. Cá, há, rá, rá, ná, chá, chá, chả, chá, nhá, tá, há, đá, há, ná. Bọn nó đọc được. Nhưng mà bọn một đọc còn yếu quá. Bọn một. Cá, há, rá, 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 rá. Cá, dạ. Cá, rá. Mọi người tiếp theo. Con xin mời Liên Thiếp ạ. Nhá chá 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 chá. Kim Phúc qua tắt mi nè, cô Kim Phúc tắt mi xuống. Dạ dạ dạ. Dạ con xin mời Liên Thiếp ạ. Để chúng có nghe con đó nói không ạ? Mời người khác đi em. Dạ, vậy xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ, con xin đọc. Cá, khá, gá, gá há, ná. Ngá. Ngá, ngá. Chá, chá, chà. Chá, nhá, tá, thá, đá, đá, ná. Dạ, cái chữ hết. Tư đó mình cứ đọc là chữ thá, 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 đọc âm thá. Như thế, đọc. Dạ. Dạ, con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Cá, khá, gá, gá, ngá, chá, chá, chà. Chá,
Dạ. Ha, da, 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 na. Đó. Dạ, con xin mời Trần Hồng Mai ạ. Dạ, con xin mời Trần Hồng Mai ạ. Vậy con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Cá khá gá gá há ngá chá 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 há nhá tó thá đá đá há ná. Con xin hết. Dạ con xin mời An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc cá khá gá gá ngá chá cá chá giá giá nhá tá thá đá đá ná. Dạ thưa sư hết. Dạ. Dạ rồi, con xin mời Liên Thính ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Cá, khá, gá, gá há, ná. Cá. Chá, chá, gá, gá há, nhá. Nhá. Há, há, đá, gá há, ná. Dạ. Dạ, con xin mời Trí Đăng ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Cá, khá, gá gá ngá chá chá giá giá nhá tó 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 nó. Anh Lý Đăng này đọc khá rõ mà ít người đọc được rõ phần vào phần mẫu từ chính thức này, ít có người đọc được rõ ha sư, để ý chỉ một số ít các Phật tử mình đọc được rõ, còn phần lớn làm đọc theo cách của mình. Các Phật tử mình để ý khi mình học bài ngữ đọc theo vì thầy người ta hướng dẫn cho mình, không đọc theo cách của mình được, đọc theo cách của mình đọc sai hết. Để ý vì thầy người ta đọc sao cố gắng tập đọc theo. Rồi mời người tiếp theo. Dạ con xin mời cô Hảo ạ. Dạ con xin mời cô Hảo ạ. Mời người khác đi. Dạ có bạn thỉnh sư đọc lại một lần nữa được không sư, nhất là cái nhóm A à. Mọi người có thể đọc lại hai ba lần nữa rồi ba phần khác. Dạ dạ xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ ông xin đọc ạ. Cá khá gá gừ há ngá chá khờ hó chá chừ há nhá toá thoá toá chô hó nóa. Dạ xin hết ạ. Dạ con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính sư con xin đọc ạ. Cá khá gá gừ há ná nạ chá 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 nhá tá tờ hả đờ hả đá đờ hả đờ hả chả ná chả tá tờ hả đá đờ hả ná nhá tá đờ hả tá bờ hả má bờ hả má. Con xin hết ạ. Rồi cô Hạnh thắt mi nè, cô Hạnh này chưa thắt mi nè, cho nên lúc ta đọc cứ nghe âm thanh hoài. Rồi có còn ai nữa? Dạ dạ con xin mời Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Cá khá gá gá há ngá chá 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 há nhá tá thá
đá, đá, ná. Dạ thưa sư hết ạ. Rồi, vậy con xin mời Linh Phạm ạ. Dạ con xin được đọc ạ. Cá, khá, gá, gá, ngã, chá, chá, dạ, dạ, nhá, tá, thá, đá, đá, há, ná. Dạ con xin hết ạ. Dạ, con xin mời cô Hạnh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc nhóm cá, 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 gá, gá, ngã, chá, 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 nhá, tạ, tạ, đạ, đạ, nhá. Dạ con hết, con có sai không sư sửa giùm. Rất là yếu. Dạ. Đang đọc rất là nhiều. Dạ. Yeah. Phải nghe đọc nhiều mà phải nghe người ta đọc nữa mới được. Dạ con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ con xin đọc ạ. Cá, khá, gá, gó, ngá, chá, à, cha, há, nhá, tó, thó, đó, sơ, hó, nó. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin chào ạ. Cá, khá, gá, gá, há, ngá, chá, chá, há, chà, chá, há, nhá, tá, thá, đá, đá, há, ná. Thì xin hãy dạ. Dạ, con xin mời Mai Châu ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Cá, khá, gá, gá, há, ngá, chá, chá, chà, chá, há, nhá, tá, tha, ba, dạ, tha, na. Dạ con xin mời Tiên Huỳnh ạ. Dạ kính bạch sư con đọc cá, khá, gá, gá, há, ngá, chá, chá, giá, giá, há, nhá, tá, thá, đá, đá, há, nó. Con xin hết. Rồi. Con xin mời cô Hảo đã mở được mic rồi đọc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cá, khá, gá, gá, há, ngá, chá, 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 há, nhá, tá, tá, há, đá, đá, há, ngá. Dừng tạm tạm dừng ở đây đi để sư đọc một bài bận được qua phần mới nữa. Qua phần mới nữa cho để đọc qua. Dạ, thỉnh sư đọc lại một lần nữa được không? Rồi, để sư đọc, để sư đọc. Chúng ta tập trung nghe sư đọc để mình đọc theo cho đúng ha. Để về đọc sai, đọc hoài vẫn sai hoài. Không biết anh Khánh lúc mà xe như vậy đọc sư mở cái camera nhìn thấy không vậy? Mọi người nhìn thấy miệng không? À, anh Khánh. Dạ không sư, không thấy không. Không thấy miệng hả? Dạ chỉ thấy màn hình đang trình chiếu không thấy miệng sư. Nó bất tiện như vậy. Hãy đọc cho nhìn thấy cái miệng nữa mới được. Sư mở webcam hình như chưa, sư chưa mở webcam mà. Thì mở cũng đâu nhìn thấy đâu. Phải không? Mở không nhìn thấy mở làm gì? Thấy hình nhỏ ở trên chứ sư. À bây giờ nghe đọc đi, tập trung nghe đọc đi. Cá, khá, gá, gá, há, ngá. Cá, khá, gá, gá, há, ngá. Cá, khá, gá, gá, há, ngá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Tá, thá, đà, thá, ná. Tá, thá, đà, thá, ná. Tá, thá, đà, thá, ná. Cá, khá, gà, gà, há, ngá. Chá,
cha 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 nha ta tha đa tha na. Rồi bây giờ bỏ nó đi, giờ thư giãn tí nha. Học mấy câu chào hỏi tí đi ha. Học mấy câu chào hỏi để tập thêm mấy mẫu từ để học cái đó hoài căng thẳng quá. Rồi học mấy câu chào hỏi để thư giãn tí. Giờ mình có mấy câu chào hỏi ở đây. Súp hăng là xin chào. Súp pa tô chào buổi sáng. Súp pop pan ho chào buổi trưa. Súp sa yang chào buổi chiều. Cái này ai mà học tiếng Anh rồi thì cái này quá dễ. Súp rát tí chào buổi tối. Súp thí chào tạm biệt, bye bye. Rồi súp hăng, súp pa tô, súp pop pan ho, súp sa yang, súp rát tí, súp thí, súp hăng, súp pa tô, súp pop pan ho, súp sa yang, súp rát tí, súp thí, súp hăng, súp pa tô, súp pop pan ho, súp sa yang, súp rát tí, súp thí, súp hăng, súp pa tô, súp pop pan ho, súp sa yang, súp rát tí, súp thí. Tôi đọc sư bỏ chữ mình theo kịp câu chữ nào không đọc. Supa sa yang, supa rat ti, supang, supa pa to, supa pop panaho, supa sa yang, supa rat ti, soti. Rồi đó là mấy câu chào hỏi cũng nằm ở trong phần bài học tập đọc của mình. Rồi bây giờ giơ tay lên học phần câu chào hỏi này rồi chúng ta nghỉ. Thôi con xin mời Trần Thị Hoa. Con xin mời Trần Thị Hoa đọc. Có khi xương đóng mi lại nè. Dạ. Thì con xin mời An Trần ạ. Dạ, dạ thưa sư con xin đọc. Súp băng, súp bắp, súp bắp bà tô, súp bắp khu phan nô, súp bắp xà giam, súp bắp rà trí. Sau khi dạ thưa sư con xin hết. À. Con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ dưới đọc được rồi sư. Dạ. Dạ vậy con xin mời cô Hạnh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc súp phăng, súp pháp ba tô, súp pháp bấp bằng hồ, súp pháp xà dằn, súp pháp rắp tí. Sốt thi. Dạ. Dạ con xin mời Sa Nguyên ạ. Quen đi sao? Nắng. Dạ con xin đọc ạ. Súp băng. Súp Supapato, Supaputbanho, Supayasang, Supati, Soti, Yasnata. Dạ, con xin mời Trần Hồng Mai ạ. Supang, Supapato, Supaputbanho, Supasayang, Supati, Soti, Yasnata. Dạ, con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, kính thưa sư con đọc ạ. Supang, supa, supa, supapato,
Supapa pupanyo. Supasa pupanyo. Cứ đọc lại con từ đấy ạ. Supapopanho. Supapopanho. Đúng rồi. Supapopanho. Supapopanho. Supasayang. Suparati soti. Suparati. Con xin hết ạ. Suparati. Dạ, con xin mời Tuyên Huỳnh ạ. Kính bạch sư, con đọc su phăng su pha pa tô su pha búp pan hô su pha sa yang su pha rát tí so tí. Con xin hết. Dạ, con xin mời cô Dự Bảo ạ. Con xin đọc ạ. Su phăng su pha pa tô su pha búp pan hô số pha ta dân số pha rát tí số thí. Con xin hết. Dạ, xin mời cô Chi. Không biết làm sao. Dạ, xin mời cô Chi. Cái nick Chi iPad đọc ạ. Hey, qua đây vũ một cái coi. Dạ, xin có nghe con không ạ? Dạ, mọi người nghe cho cô rõ. Dạ, dạ. Con xin đọc là Supan, Supapato, Supapupanho, Supasayang, Suparati, Sothi. Dạ. Dạ, con xin đọc. Mời cô Hảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Supang Supapato Supapupanho Supapupanho Supasayang Suparati Sutti. Xin hết ạ. Dạ. Con mời Liên Thính ạ. Supapupanho. Dạ, thưa sư, con xin đọc Supang, Supapato, Supapupato, Supayasyanang, Suparati, Sothi. Rồi, dạ con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Supang, Supapato, Supapupango, Supasangyang, Suparati. Sốt chít. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, xin mời Vĩnh Thuận. Súp phà thí. Súp phà bà tô. Súp phà băng hồ. Súp phà xà dăng. Súp phà rách tí. Sốt thí. Dạ, xin mời cô Kim Cúc ạ. Súp phà. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Súp phăng, súp phá bạc tô, súp phá bức phân hô, súp phá xa dân, súp phá rạc tí, sốt tí. Con xin hết. Dạ, con xin mời phụ tử có nét Asoka Hà Nội ạ. Dạ, con Sumana xin đọc ạ. Súp phăng, súp phá bạc tô, Supa buk panggo ho, supa sayang, supa rati, sothi. Con xin hết ạ. Sớm nay em vô rung rìu đặng đặng thiết dẫn chương trình nha. Dạ, dạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Phi Sương. Khoan, cô có muốn đọc không ạ cô? Dạ, dạ. Thưa sư, con là trang đá, con xin đọc. Dạ, dạ, xin mời cô đọc luôn ạ. Su phang, su pha pa to, su pha bap ban ho, su pha ya, su pha sa yang, su pha ya ti, so ti. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Su phang,
Supapato Supapupabanyoho Supasayan Suparati Sokthi. Dạ thưa sư. Suparato. Dạ con xin mời Liên dịch. Học tiếng Bali. Cô đi đó. Dạ học tiếng Bali. Dạ vô Phật thưa sư con đọc ạ. Sấp bằng sấp ba ba to sấp ba bút hằng sấp ba bút bằng hồ sấp ba sa văn sấp ba ra tí số thí. Dạ con xin mời Phật tử có list là 1 2 3 4 5 6 đọc. Khó đâu. Sấp ba bút bằng hồ sấp ba sa văn sấp ba ra tí. Con xin mời Phương Ti ạ. Supapato Supapupang. Hello, Phương Ti đọc nha. Có ai đọc? Dạ, xin mời Phương Ti đọc ạ. Dạ, xin đọc đây. Supapang Supapato Supaputhanho Supapasayang Supaprati Sothi. Dạ xin mời Phương Minh Nhạn, Minh Ngạn ạ. Thầy dạy luôn á. Dạ con xin phép đọc ạ. Suffang Suffabato Suffabuppanho Suffasayang Suffarati Sothi. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời chị Huyền ạ. Dạ thưa sư, dạ con xin đọc ạ. Suffang Suffabato Supapupanho Supasayang Suparati Sothi. Rồi. Dạ, con xin mời Phạm Tịnh Thảo. Cái mắt kiến của cô hả? Dạ, thưa sư con đọc ạ. Supam Supapato Supapupanho Supasayang Supapati Sothi. Thế ạ. Còn Phật nào muốn đọc nữa không? Supapati. Xin đọc lại à, sư. Rồi, mời Trần Văn Điền. Dạ. Supan Supapato. Dạ. Supapupanho Supasayan Supapati Sothi. Để xin hết giờ. Rồi bây giờ bữa nay thì tạm học bao nhiêu đây ha. Bao nhiêu là mình chỉ còn lại bao nhiêu mẫu từ nữa. Mình chỉ còn lại 6 mẫu từ nữa là đã xong phần 41 mẫu từ Bali. Và cũng là xong bài số 1. Cho nên về nhà cố gắng đọc qua đọc lại ha. Tập đọc qua đọc lại. Với nếu mà ai đó mình chưa chép bài được thì lên Facebook của Vương Ngọc Trân đó, mình chép bài lại các từ 41 một từ này cho đầy đủ để học tinh thần. Rồi trong bài học của mình đó, nếu mà ai chưa có sách thì mình chỉ cần chép lại ở trên đây là mình đã đầy đủ bài học. Tức là mình có gì, bài số 1 thì mình có 41 một từ, số đếm từ 1 đến 10, với lời chào hỏi sáng trưa chiều chiều tối là phần bài học của số 1. Vậy như đó là phần bài học của mình. Thì đến thi kiểm tra người ta hỏi mình, ví dụ viết số thứ tự từ 1 đến 10 bằng tiếng Bali. Ví dụ vậy, mình chỉ cho được từ 1 đến 10. Rồi 41 mẫu từ Bali là gì? Ví dụ vậy, viết ra 8 nguyên âm là gì? 8 nguyên phụ âm ngoại biệt là gì? 25 phụ âm nhóm là gì? Ví dụ vậy, để cho mình viết ra, viết cho được đầy đủ là được. Cũng nhắc lớp có một số trường hợp mình vẫn còn chưa quen, đó là lúc người ta đọc bài thì mình vẫn còn mở mi mà đọc theo cho nên gây ồn, sư không nghe được cái người đọc chính, ai là người đọc chính, người đọc phụ. Nên để ý đó là khi mà người ta đọc bài thì mình cố gắng mình tắt mi. Mình có đọc theo thì mình tắt mi để sư nghe coi ai là người đọc chính để sư sửa sai. Còn nếu không thì 20 người đọc sư biết ai là người đọc chính.
À, phải để ý phần đó. Nếu mình đọc nhép theo thì cứ đọc, nhưng mà phải để ý đó là tắt mi của mình ra xuống, tắt mi của mình xuống. Bây giờ nếu mà mình không có đọc thì hạn chế camera đi, tắt camera đi, rồi đọc xong thì nếu mà không có gì thì bỏ tay xuống. Ví dụ tới bây giờ mà một số người vẫn còn giơ tay này, giơ tay làm gì? Ví dụ của Trần Thị Hoa, An Trần rồi nè, tập giơ tay xong bỏ tay xuống, giơ tay xong bỏ lại xuống, cái này giơ tay hoài mỗi tay chết, giơ tay lên rồi đọc xong bỏ tay xuống, cái đấy giơ tay hoài. Có mấy thay thao tác đấy, giơ tay lên bỏ tay xuống, mở mi, mở camera tắt camera gì đó, có mấy thao tác đó thôi. Hỏi người ta rồi để chỉ mình rồi ta biết. Giờ sẵn còn chút thời gian nè, mà anh Khánh vô anh Khánh hướng dẫn thêm cái đó anh tí đi anh Khánh, rồi còn thời gian còn lại mình hồi hướng cái này anh Khánh hướng dẫn cho mọi người thêm phần đó tí đi. Dạ dạ con xin hướng dẫn. Thì lúc mà mọi người muốn giơ tay với bỏ tay xuống á, thì mọi người nhấp vô cái chỗ participant đây, chỗ có phần số 8 trên màn hình điện thoại mọi người. Khi mọi người nhấp vô phần số 8 này thì nó sẽ hiện lên cái cửa sổ giống như nick ở đây. Thì khi mà mọi người muốn giơ tay, mình chọn cái biểu tượng là raise hand thì nó sẽ hiện biểu tượng mà xanh xanh đây là mọi người đang muốn giơ tay phát biểu. Thì con sẽ mời các từ thứ tự từ trên tới xuống dưới. Thì khi mọi người đã giơ tay phát biểu rồi, muốn hạ tay xuống á, thì mọi người chọn biểu tượng là lower hand, tức là hạ tay xuống. Thì khi đó cái biểu tượng tay này sẽ biến mất. Dạ, còn thứ hai nữa là một số chẳng hạn như là lúc mà sư trình chiếu á, một số các bạn thì không tìm được biểu tượng cái micro để mình có thể mute hoặc là mình có thể trình chiếu, thì mình chỉ cần nếu sử dụng laptop á, thì mình rê con chuột đi một tí thì phía dưới góc dưới màn hình bên trái nó sẽ hiện cái biểu tượng cái micro, thì mình bấm vào đây thì mình có thể là bật tắt cái micro hoặc là bấm biểu tượng kế bên là có thể trình chiếu webcam được. Dạ. Còn trên màn hình điện thoại nhỏ thì thường lúc mà mới vô chưa có trình chiếu thì nó có ba biểu tượng đáng lưu ý. Là một biểu tượng là cái micro thì mình bật tắt cái khi mà mình phát biểu, và cái biểu tượng webcam là khi mình bật tắt để thể hiện webcam cho mọi người. Thì một số có thể mọi người thấy chat thì có thể điện thoại nhỏ không thấy thì mình nhấp vô đây, nhấp biểu tượng mo chỗ này thì nó sẽ hiện lên cái màn hình chat để mọi người có thể